Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì lần rồi mình có một vài bạn gọi tới cho mình về cái hỏi cái cách mở đầu phun như thế nào để mà ngâm đầu phun. Thì các bạn biết, các bạn và các anh chị ha, khi mà đã sử dụng máy phun màu rồi thì xài một thời gian lâu thì chắc chắn nó sẽ gây ngẹt, dù các bạn có xài hay không xài. Đối với máy mới thì các bạn xài một thời gian sau thì nó mới có hiện tượng đó, chứ còn thường thường thì máy mới về khoảng mấy tháng đầu, 6 tháng đầu thì nó hiếm khi mà nó nghẹt lắm. Thì khi mà xài những cái thời gian lâu thì cái mực bắt đầu nó bám vào dưới đầu phun, nó gây nghẹt những cái lỗ ở dưới cái miếng đầu phun. Nó có một cái miếng thép, nó có một dàn sáu cái dãy lỗ để cho sáu cái mực nó phun ra. Thì khi mà xài lâu thì cái mực nó sẽ đóng nghẹt ở đó một phần là đóng hết, thì nó sẽ gây cứng và gây nghẹt. Do đó chúng ta sẽ, đối với khi nào mà chúng ta làm, các bạn cảm nhận được cái công việc của mình in với số lượng nhiều, thì chúng ta nên dùng cái nước để chúng ta ngâm đầu phun. Và cái cách ngâm đầu phun như những cái video trước mình có chỉ các bạn đó, các anh chị, tức là mình sẽ kéo cái đầu phun ra, thì phía dưới đầu phun nó có một cái két mực, thì mình sẽ sử dụng cái nước để mình nhỏ đầy cái két mực đó và chúng ta đưa lại cái đầu phun để nó tiếp xúc. Thì khi các anh chị đưa cái đầu phun lại thì cái đầu phun nó sẽ tiếp xúc được với gần với két mực, và cái nước đó nó sẽ chạm vào được trong cái phần miếng đồng của đầu phun. Thì sau đó nó sẽ ngâm, mình sẽ ngâm vào một đêm, thì cái nước đó nó có tác dụng, nó sẽ làm mềm những cái mực ấm cục ở trên cái đầu phun đó, và qua một đêm chúng ta sẽ ly thì nó sẽ hết đối với những cái mức độ đầu phun chúng ta nghẹt nó nhẹ. Còn đối với đầu phun mà chúng ta nặng thì chúng ta có thể là hút nhẹ nhàng, dùng xi lanh hút nhẹ nhàng, chúng ta gỡ mấy cái rammer ra chúng ta hút nhẹ nhàng. Tại vì các bạn, các anh chị là biết là trong cái đầu phun của chúng ta là nó có một cái miếng giữa các cái hốc mực, thì nó có một cái miếng mình hay gọi là vách ngăn. Thì nếu mà các anh chị không làm nhẹ nhàng cẩn thận, hoặc là chúng ta bơm mạnh thô bạo, thì nó sẽ dẫn đến rách vách ngăn và nó sẽ bị thông màu. Thông màu là hiện tượng khi mà rách rồi thì nó bị thấm màu này, nó sẽ thấm qua màu kia, và khi in ra nó sẽ không còn chuẩn nữa đó, ta gọi đó là cái thông vách ngăn. Do đó là các anh chị khi mà ngâm thì mình khuyên các anh chị là không nên mở đầu phun ra nha, không nên mở đầu phun ra. Tại vì ở phía sau đầu phun nó có một cái con mắt độc, mà khi đó cái sợi dây thước màu vàng ở phía sau á, nó sẽ đi ngang con mắt độc như thế này nè, đi ngang mắt độc như thế này. Thì khi mà các anh chị mở ra, khi các anh chị ráp lại vô tình chúng ta không có ráp chính xác lại, thì nó sẽ gây báo lỗi và các anh chị sẽ lay quay hoài không biết làm thế nào. Và khi mà các anh chị mở ra, các anh chị mở ra được rồi, các anh chị ngâm đầu phun, thì khi mà các anh chị ngâm như vậy thì cái đầu phun nó sẽ dễ bị chết đầu phun, hầu như là hơn 50%. Khi mà chúng ta mở ra như vậy là 50-50, có thể các anh chị khi mà gắn vào rồi là nó bị cháy đầu phun này. Tại vì khi các anh chị mở ra, các anh chị không có cái kỹ thuật cao, chúng ta khi ngâm các anh chị không có biết, khi mà đụng nước vào cái bo mạch trong đầu phun thì nó sẽ bị cháy. Do đó là những cái video trước mình không bao giờ chỉ cho tất cả các bạn và các anh chị là chúng ta phải mở ra. Chúng ta chỉ can thiệp ở cái mức độ, mình gọi là ở mức độ nó vừa phải thôi, tức là ở những độ nghẹt vừa mà chúng ta có thể là làm những cái cách đó để chúng ta thông, là mức độ vừa, thì chúng ta chỉ có khả năng chúng ta can thiệp ở mức độ vừa thôi. Còn đối với cái đầu phun ở mức độ nặng rồi thì mình khuyên tất cả các anh chị nên gửi cái máy in vào trong tôi mình mua để cho họ làm. Tại ở đó họ có kỹ thuật, họ chuyên ha, họ chuyên và họ có cái máy riêng biệt để họ mở cái đầu phun ra, họ lắc cái, họ ngâm vừa lâm ngâm vừa lắc vừa thông cái đầu phun ra, thì khi đó thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta tự chúng ta mở ra, dễ dẫn đến chết đầu phun. Do đó là các bạn và các anh chị chú ý giùm mình ha. Đặc biệt là đừng bao giờ đụng tới cái đầu phun, đừng có mở đầu phun ra, mình chỉ khuyên các bạn là ngâm như vậy thôi là được rồi. Còn khi mà các bạn kiểm tra thì các bạn nên kiểm tra, thứ nhất là cái bình mực có thứ bị cạn hay không nè, ống mực nó bị nghẹt hay không nè, rồi mấy cái jumper nó có bị đóng chặn hay không nè, ở trong cái những jumper mà nó gắn vào trong đầu phun đó, nó có bị đóng chặn, nó nghẹt hay không. Thì các anh chị chú ý những cái phần đó, các anh chị coi và cái dây và thử nó cứ không là được rồi. Khả năng chúng ta can thiệp tới đó là mình nghĩ nó đã ok, nó cũng một phần nào giúp cho công việc chúng ta ổn định và nó hạn chế được những cái khả năng hư hại của đầu phun. Do đó là trong quá trình làm
thì các anh chị nên cảm nhận được cái máy in của mình nó in nhiều hay in ít. Và sau đó nếu mà in nhiều thì chúng ta ngâm, chúng ta kéo cái đầu phun ra, nhỏ nước đẩy két mực ha, nhỏ dung dịch đẩy két mực, dung dịch ngâm phun đẩy két mực và chúng ta đẩy lại, và sau đó chúng ta để qua đường là được, không cần mở phun nha. Đó là mình thấy có một số bạn điện tới với mình đã nói là mở ra ngâm đầu phun rồi mà sao giờ đầu phun bỏ vào nó không hoạt động thì cái khả năng nó đã chết rồi. Hầu như mình đã có quen một anh thợ cũng làm việc cũng rất là chuyên về cái ngành đầu phun này, tuy nhiên khi mà nói tới để ngâm để tháo ra cái đầu phun thì anh ta vẫn chắc chắn một điều là tháo ra, khi khách đem tới tháo ra, nhưng phải đảm bảo mình sẽ cam kết là 50-50 thôi, tức là có thể là ngâm được có thể ngâm không được. Cái đó là cái ý kiến của anh ấy đã nói với mình. Còn như theo mình được biết trong quá trình mình làm tất cả những cái đầu phun khi mà nghẹt quá nặng thì mình đều gửi vào ở trong công ty, tại mình mua máy này ở bên công ty Sinh Vô Tính, do đó là khi đó họ gửi họ vô đó họ sẽ kiểm tra đầu phun của chúng ta. Khi mà đầu phun của chúng ta khi mà chúng ta đưa máy vào trong công ty thì họ sẽ kiểm tra hết toàn bộ chúng ta, kể cả những dàn cơ rồi tình trạng cái đầu phun như thế nào, coi thử đầu phun có yếu hay không. Đầu phun mà chúng ta khi mà máy chúng ta mua lâu thì đầu phun sau này nó sẽ bị yếu. Thứ nhất là nó sẽ giãn những cái vách ngăn đó, nó sẽ làm cho cái tốc độ phun của cái máy nó không còn như máy mới nữa, và nó sẽ làm cho nó bị lợt đi, sẽ in rất là xấu. Do đó là thứ nhất là khi mà nghẹt nặng quá, tốt nhất mình khuyên các anh chị nên gửi máy vào trong công ty nha, chứ đừng mình đừng có tự động mình mở sẽ gây chết đầu phun, đôi khi cái máy của mình vẫn còn xài được mà các bạn mở ra các bạn vô tình các bạn lại hại chính mình nha. Do đó là mình luôn luôn là mình muốn chia sẻ những cái gì mà mình biết được, mình làm được, mình muốn chia sẻ tất cả các bạn. Nên là mình thấy có nhiều bạn là cũng mạnh dạn làm nhưng mà đều có nhiều cái nó hơi đi quá cái tầm kiểm soát của mình, do đó nó sẽ gây ra cái tình trạng là cho làm cho cái máy mình nó bị hư. Do đó là các bạn nên chỉ trong cái khả năng của mình xử lý thế nào thì các bạn xử lý thôi, chứ còn nặng quá thì nên tốt nhất gửi vào cho công ty ha. Tôi hy vọng cái video của này mình cũng muốn chia sẻ cái ý kiến của mình, là một chút ý kiến của mình cho tất cả các bạn, đến cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu các bạn và các anh chị nó cảm thấy nó hợp lý thì các anh chị làm, còn nếu các anh chị không thấy cảm thấy không hợp lý thì các anh chị có thể là để lại những phần bình luận ở phía dưới để mình cùng trao đổi, tại vì mình muốn lập mà ra những phần chia sẻ này thì để cùng nhau trao đổi và học hỏi, chứ không mình chỉ là một người tay ngang, không phải là người thợ gì hết ha. Mình chỉ là một người đã từng mở tiệm photo ra làm đây cũng lâu rồi, và mình có những cái chút đó thì mình muốn chia sẻ cho những cái chút cái kinh nghiệm để muốn chia sẻ đó cho tất cả các bạn thôi. Video của mình cũng xin tạm dừng tại đây. Xin chúc tất cả các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe và làm ăn ngày càng đắt khách. Bye bye.